Ok anh em ơi, dịch thế này thì anh em ở nhà làm gì? Nếu anh em có kim cương á, thì anh em với shop lbg.net thì hiện tại tất cả các dòng quay may mắn của mình đều giảm giá 80% tất cả các dòng quay. Giá với 18k, 19k anh em có thể nhận được lên đến 19.990 kim cương. Thì anh em nhanh tay đi mua thẻ và nạp vào ngay. Ok, hello mọi người nha, mình là Lê Bình Nghĩa Minh em ơi. Thì hiện tại là sắp tới mình chuẩn bị lên Hà Nội mọi người. Mình chuẩn bị lên Hà Nội để mình đi thăm miền Tây cũng như là thăm anh Thắng kể đâu anh em. Đó thì mình chưa kịp lên đó thì mình đã phát hiện anh Tinh, nói chung thì bữa ở anh kênh đã gỡ blog kênh của mình rồi thì mình đã phát hiện là anh Tinh làm một quả clip. Hey, không biết anh em quen clip này chưa, thì nói chung là có khá nhiều bạn kêu tôi live stream anh em. Lúc mà tôi live stream ấy có khá nhiều bạn kêu là anh Bình ơi, anh Bình lên kênh của anh Tinh coi các kiểu đi. Thì lúc đó tôi đang live stream tôi không có để ý anh em mà tôi chưa có coi nữa. Thì sau khi mà mình tắt live stream xong mình coi được thì mình cảm thấy gọi là khá là sốc đó mọi người. Đó thì nói chung là anh Tinh dẫn hiền ta đi mua áo cặp, đi mua quà Valentine các kiểu luôn anh em. Thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ qua nhà Quý Mỏm với anh em. Mình sẽ qua nhà Quý Mỏm để mình kêu Quý Mỏm dẫn mình lên Hà Nội để mình nói chuyện ba một lời luôn anh em. Ok, bây giờ anh em cùng theo chân mình nha. Anh em xem video anh em nhấn like và ký kênh hội anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ mình sẽ qua nhà Quý Mỏm với anh em. Ok, let's go. Ok anh em ơi, hiện tại là mình đang bắt xe để qua nhà Quý Mỏm với anh em. Đó, mình qua nhà Quý Mỏm để mình hỏi rõ mọi chuyện luôn. Đó, hiện tại là tôi đang trên xe taxi nè mà. Bắt taxi tôi qua nhà Quý Mỏm để tôi kêu Quý Mỏm dẫn lên Hà Nội để nói chung là ba mặt một lời luôn. Nói chung là khá là buồn luôn anh em. À, tôi nói anh em cái lúc này cái mặt tôi nó sầu vãi chữ luôn anh em. Nói chung là bây giờ là tôi đang kiểu lo lắng lắm anh em, mình buồn vãi chữ. A few minutes later. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình tới nhà Quý Mỏm anh em. Giờ mình vô mình mắt Quý Mỏm luôn anh em. Đó, Quý Mỏm dẫn lên Hà Nội liền luôn. Giờ đi nha anh em. Đây nha anh em. Đúng rồi. Quý Mỏm nó hotel ta. Quý Mỏm ơi, Quý Mỏm. Quý Mỏm ơi. Quý Mỏm đâu rồi? Coi nè. Coi nè. What? Thì bây giờ lên nói chuyện luôn đi. Má không tin không? Đi dẫn hiện tại đi bố cặt với mày. Tôi dẫn mày đi gặp hẳn mặt luôn, khỏi nói nhiều. Quá chuột luôn. Dạ dạ. Tình hiện đây trước mặt. Đây coi, đây coi nè. Hôm qua tôi chụp lại nè em. Nè nè, cho coi này nè. Lên đi, mình xử đẹp ổng luôn. Dạ dạ, mày dẫn tao lên liền đi. Ừ, giờ đi nè. Giờ bắt xe đi liền đi. Giờ đang buồn. Sao buồn? Mấy thằng kia nó không đi với tao nữa. Gì? Mấy thằng kia nó không đi với tao nữa. Nhưng rồi biết cống đâu hả? Ừ. Phải vậy? Buồn quá mày ơi. Xíu đợi đủ giờ xe đi. Ờ vậy có gì mày dẫn nó lên trễ, mày dẫn tôi gặp thẳng mặt nói chuyện nha. Ừ. Nó lên tôi đấm luôn quá trời. Cay quá. Thôi thôi lại xe đi nha anh em. Ok. À, giờ tôi buồn quá nè, tôi không biết làm sao chứ nè mà. Thì bây giờ mình phải đợi Quý đặt xe rồi Quý mới dẫn mình lên Hà Nội để gặp, để nói chuyện rồi coi anh em. Nói thiệt với anh em chứ xảy ra nhiều chuyện dính đến Tinh với trưởng. Thì bữa tôi dính Tinh cũng khá làm rảnh nha, nên cái gì phải bình tĩnh nè mà, cái gì phải từ từ. Thì nếu mà mình lên tới trển thì chắc là mình sẽ nói chuyện với anh Tinh gõ gàng, còn nếu không được thì thôi tôi chịu luôn anh em, chứ tôi không biết sao nữa. Bữa anh Tinh cũng đã hứa tôi là ấy dân rồi, thì hôm nay dẫn mua áo cặp rồi các kiểu luôn anh em. Kiểu kiểu gì chả biết sao nữa, buồn với trưởng giờ chả biết làm gì luôn anh em. Ok, anh em nhớ đón xem clip nha. A few moments later. Đó thì khúc này là Quý Mỏm đang gọi là tạm biệt chào gia đình các kiểu rồi anh em. Đang tạm biệt gia đình Quý Mỏm. Đó thì tạm biệt xong thì mình sẽ lại Quý Mỏm với lại anh em rồi sẽ đi nha anh em. Nhìn trong hạnh phúc vợ chữa nếu mà nhìn đúng nhớ nhà luôn anh em. Đó. Đó thì bây giờ khúc này là đang gọi là cầm đồ các kiểu rồi lên xe nè. Thì mình thấy là kiểu người nhà Quý Mỏm cũng hơi bị buồn luôn mọi người. Kiểu như là xa nhà anh em, Quý Mỏm xa nhà cho nên là người nhà Quý Mỏm buồn nhiều lắm. Đó. Ok, bây giờ mình đang đưa đồ mình lên xe nha anh em. Đó, sau đó mình sẽ đi ra sân bay nha. Ok. Ở đây đi chú ơi. Mày có thấy cảm thấy là mày muốn hứng khởi không nhân gồm? Hứng khởi gì? Đi cái này mà hắn hứng khởi không? Thấy gì hứng khởi mà cũng hơi buồn mà tao đéo buồn được. Tao đâu có buồn gì đâu. Ừ tao suy nghĩ buồn vậy à. Tao đéo buồn. Tết nhập. Cái gì?
Ok anh em ơi, thì mình đã tới sân bay Cần Thơ nha anh em. Đó, thì anh em có thấy là cũng hơi bị to, hơi bị khổng lồ luôn anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô sân bay, sau đó mình sẽ quay tiếp cho anh em coi nha. Bây giờ mình đã tới sân bay rồi nè. Nó bị gì không mấy bạn? Nó bị gì vậy? Bị gì không biết. Xây xe thì không nợ thôi. Rồi, cứ gọi xây xe luôn em. Thì hiện tại là mình đang đợi anh em. Mình sẽ vô mình làm giấy tờ các kiểu rồi sau đó mình sẽ lên sân bay. Sau đó mình sẽ ra Hà Nội nha. Thì bây giờ mình sẽ vô mình làm hủ tục nha các anh em. Thì mình chậm xuống một tiết cho anh em coi nha. Ok, giờ mình tới sân bay. Đây quý mở một nhân gần luôn, trong trong khá thông luôn. Bây giờ mình sẽ làm hủ tục anh em nhé. Rồi tôi mở chuẩn bị đây nha em. Đây là cái vé máy bay của tôi này. Ok, giờ tôi mở lên máy bay nha em nha. Đây là phố đề nha em. Hiện tại đang ngang nha. Ở chiếc cống nè. Thủ nè. Quý mỏm, quý mỏm. Bào quá. Ăn chưa? Bào. Cổng to kìa. Thế hả? Rồi. Rồi hả? Đây xong nha. Giờ tới tôi quốc nha em. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây. Thì nói chung là anh em nào muốn xem video tôi gặp miền Tây thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Đừng quên qua kênh Quý Mỏm đăng ký kênh. Thấy hầm găng đó anh em ơi. Rồi, để gặp hiền Tây đó anh em à. Rồi, anh ta nói là tao có tình thì cầm máy quay tao nha. Ừ, để tao cầm. Ok, thì bye bye anh em nha. Anh em nhớ đón clip xem clip tiếp theo nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye mọi người.